dựa vào cái quy luật tự nhiên mà cái nhà gọi là nhà phân tích đã sáng tạo ra cái công cụ Fibonacci này rất là hay nha mọi người. Nói chung nó hỗ trợ cho cái việc hành động giá của mình rất là nhiều và mình cảm thấy cái công cụ này nó rất là sức mạnh. Cho nên hôm nay mình quyết định mình ra cái video là sử dụng cái công cụ Fibonacci làm sao cho đúng và cái cách gọi là sử dụng cái sàn Xnet như các bạn yêu cầu làm sao để vào lệnh ha. Vào vấn đề thôi. Rồi, chúc cho tất cả mọi người luôn được mạnh khỏe, bình an và thịnh vượng. Và ai chưa like cũng như comment gì bên dưới thì comment để đó là cái lời động viên cho Ade nha. Ai chưa đăng ký kênh thì nhấn cái nút đăng ký đi. Rồi, trước mặt mọi người là cái bảng đô la trên đô la Úc. Rồi thì mình sẽ cho mọi người xem cái công cụ Fibonacci. Bây giờ cái công cụ Fibonacci á thì mọi người hãy làm giống như thế này cho mình. Này, chụp màn hình lại. Cài như vậy cho mình ha. Thông số như thế này. Ok chưa? Rồi mình sẽ cho mọi người thấy đó cái cách đo cái Fibonacci cũng như là làm sao để gọi là phát huy tối đa sức mạnh của nó. Ví dụ cho mọi người thấy cái sự chính xác của nó này. Ví dụ đây là một cái con sóng tăng tăng từ đây đến đây đúng không, thì mọi người thấy nó hồi về đúng cái vùng 0.5 đến 0.618 đúng chưa. Vậy thì mọi người đo thì mọi người phải nhớ cái điểm bắt đầu này là cái điểm bắt đầu này là cái nơi đáy cuối cùng, cái nơi đáy thấp nhất. Ví dụ như đỉnh đáy đỉnh sau phải cao hơn đỉnh trước, đáy sau phải cao hơn đáy trước ha. Ví dụ như đo từ đây đến đây đó là đúng ha, số 1 đến số 0 này. Còn mà nếu mà đo như vậy là sai nha. Đo như vậy là sai nha. Đo như thế này là sai ha. Vì sao? Vì tới đây thì cái gì? Cái đỉnh nó đã thấp hơn cái đỉnh trước rồi. Đỉnh trước ở đây ha, cho nên là đo tới đây mới đúng ha. Nhớ mấy bạn mới thì cái này nó cơ bản quá rồi. Nhớ là nó theo cái xu hướng nha. Đo Fibonacci á. Mình cho các bạn xem nè. Ví dụ như ở đây đi. một cái con sóng bật lên đúng không, thì thấy các bạn thấy không đó, đo từ cái điểm nó bắt đầu bật lên nè tới cái điểm cái đỉnh của nó, các bạn thấy nó hồi về đúng cái vùng không. Và mỗi cái con tiền á, một cái đồng tiền nó sẽ có một cái điểm hồi Fibonacci khác nhau ha. Giống như cái ông UC này á, UC này thì ổng hồi về cái vùng 0.618 lố một tí, nhưng như cái ông vàng hay là ông euro á, ổng hồi chỉ có tới 0.5 thôi. Đặc điểm thì mỗi người trade từ từ sẽ quen cái đồng tiền đó à. Rồi mình ví dụ tiếp nè. Các bạn nhìn nè. Nhìn được cái con sóng này đi. Mình sẽ cho các bạn thấy cái để ý cái chỗ này ha. Nó không có khó nhưng mà để ý quen rồi từ từ cũng được. Các bạn phải để ý này. Cái vùng này có phải là cái phần đỉnh, cái phần đáy ở đây nè. Cái phần đáy ở đây nè. Nó thấp hơn cái phần đáy ở cái thằng này không? Thấy không? Cho nên á, nếu mà mình đo từ đây lên đây là không có đúng nha. Không có đúng theo mình thôi, còn tùy anh em, nhiều anh em đúng hơn mình thôi, cái đó là kinh nghiệm của mình ha. Mình phải đo từ cái điểm cuối, có nghĩa là cái đáy sau lúc nào nó cũng phải cao hơn đáy trước, đang là xu hướng tăng mà, còn xu hướng giảm thì ngược lại ha. Thì mình đo nè, phải từ cái đáy thấp nhất tới cái đỉnh cao nhất. Đó, tới cái đỉnh cao nhất là đây. Ở đây ha, ở đây. Thì các bạn thấy khi nó hồi về, nó hồi đúng cái vùng Fibonacci không? Còn nếu mà các bạn đo từ đây á, nó đâu có hồi đúng đâu. Thấy chưa? Cái vùng 0.5.618 là nó hồi về, nói chung là nó hồi về nhiều lắm. Ví dụ như con sóng này ha. Con này đo từ đây lên tới đây là đây, hai cái đáy này nó bằng nhau đúng không? Ok. Lâu lâu nó cũng bị lệch nha mọi người. Này nó vẫn hồi về cái vùng 0.5 đúng không? Rồi nó bật lên lại một tí đúng không? Rồi nó mới xuống, thấy chưa? Đó. Nếu mà đo từ đây tới đây. Đúng không? Đo từ đây tới đây. Nó vẫn hồi về nha anh em. Đó.
tùy theo cái lực của thị trường đó. Anh em chốt lời trên cái Fibonacci này thì mình thấy nó ổn, rất là ổn luôn. Nó sẽ hỗ trợ cho vấn đề mà mình sẽ phân tích làm sao cái projection của mình đó, nó về cái vùng giá nào và mình chốt lời ở đâu ha. Sóng giảm, một cái con sóng giảm như thế này, anh em thấy nó vẫn hồi về đúng không? Mình sóng giảm thì mình đo ngược lại thôi đó, nó vẫn hồi về cái vùng này xong nó xuống tiếp đó. Rồi tại sao, rồi anh em chốt lời nè, ví dụ nha, một cái con sóng đẩy nó từ đây nó lên đúng không? Anh em để ý cái vùng màu vàng đây là cái vùng chốt lời an toàn nè, cái vùng màu đỏ là chốt lời hơi nguy hiểm ha. Thì anh em thấy giá nó về cái vùng này không? Đó, anh em chốt lời theo cái vùng này cho mình. Ví dụ như giá nó đang đi lên như thế này, key level nó ở đây đó, anh em vào lời nó đây đúng không? Chốt cắt lỗ ở đây thì chốt lời ngay đây cho mình. Nhớ là hở ra một lý, đừng có sát quá ha. Đó thì anh em cũng được tỷ lệ là 1.4, 1.4.5 rồi, quá ngon đúng không? Rồi ví dụ như mình ví dụ tiếp, một con sóng xuống ha, đó một con sóng xuống. Nhớ là nè, mình sẽ đo một cái đợt sóng bật lên thôi. Ví dụ như một đợt bật sóng bật lên là như thế này nè, ví dụ như đây này nha, từ từ để mình lấy cái con sóng nó đang tăng luôn cho dễ. Đây, một cái đợt sóng bật lên là nó bật từ đây lên tới đây ha. Đó thì anh em đo như vậy để anh em chốt lời nha. Đó, còn ví dụ như anh em chốt lời con sóng lớn thì anh em đo như cái lúc ban đầu của mình. Ví dụ như anh em thấy nó hồi về, giá nó hồi về, ví dụ như nguyên cái con sóng lớn này, anh em thấy nó giá nó hồi về, nó giá nó hồi về, anh em bắt nó đang đi lên gần 0.5 rồi thì anh em có thể chốt được rồi. Đó, ví dụ vậy, hoặc là chốt một nửa sao anh em coi tình hình. Đó, cũng như cái con sóng giảm này nè, thì anh em đo là từ cái điểm bắt đầu giảm cho tới cái điểm gì, điểm nó ngưng đó, ngay chỗ đây ha, chứ không phải đo hết đâu nha. Ví dụ anh em đo đây, anh em thấy là nó về cái vùng giá đỏ này đúng không? Đó. Ví dụ nhiều khi anh em không có điểm tựa, anh em không biết chốt lời đâu, thì anh em dựa vào cái công cụ này. Ví dụ một cái con sóng đẩy của nó nè, nó đẩy lên thấy không? Không phải là từ đây nha, từ đây là hai con sóng đẩy rồi, một đẩy lên này, xuống này, đẩy lên này, một cái con sóng đẩy của nó thôi. Đó, anh em thấy không? Nó tới đây cho nên bởi vậy vùng chốt lời này nó rất nguy hiểm, nó hở ra thì được đúng không? Đó, đó là cái cách sử dụng Fibonacci. Cái này là cái công cụ Fibonacci thông dụng ha. Còn một cái công cụ nữa, còn nhiều công cụ Fibonacci, một cái Fibonacci mà đo đỉnh nữa, cũng công cụ này nè. Thì anh em không cần nhất thiết phải học nhiều cái công cụ Fibonacci dữ vậy đâu ha. Thì mình chỉ một cái công cụ kia là đủ rồi, anh em sử dụng công cụ này thôi. Nhớ nha, bây giờ mình sẽ cho anh em thấy cái con sóng lớn thiệt là lớn của 4 giờ đi. Sóng ngày nó đúng lắm, để cho anh em thấy cái con sóng ngày nè. Con sóng ngày nguyên cái này đúng không? Nguyên cái dòng này là vùng nó chạy đúng không? Đó, anh em thấy không? Nguyên cái con sóng bự như thế này, nó hồi về đúng cái vùng này xong nó đi xuống lại thấy không? Nó đúng lắm, sóng ngày nó đúng lắm. Đó, cho nên là nó sẽ hỗ trợ trong cái vấn đề mà anh em sẽ biết là giá nó retest về đâu. Chúng ta sẽ qua cái vấn đề thứ hai là cái cách sử dụng tối giản cái sàn Xnet cho người mới ha. Mình hướng dẫn sơ sơ thôi. Mấy cái nội dung này mình làm biến làm lắm. Ok. Các bạn vào trang YouTube của mình ha. Sau đó bấm vào một cái video, bất kỳ một cái video này. Đó, bấm một cái video nào đó bất kỳ, xong bấm sửa xem thêm ở dưới cái phần nội dung này. Thì có cái link đăng ký Xnet mình để sẵn đó. Đăng ký không không thì nó uổng lắm mọi người. Đăng ký bằng cái link của mình đi. Nó ngọt ấy hơn. Đăng ký không không một mình vô web mình đăng ký nó uổng lắm. Rồi bấm mở tài khoản nè. Mấy cái phần mà đăng nhập địa chỉ này kia thì cái này mình không chỉ, nó dễ quá rồi. Rồi cái phần xác minh thì mọi người gửi cho nó hai mặt giấy chứng minh thôi chứ có gì đâu. Rồi mình chờ mình tải phần mềm Xnet này về ha. Xnet rồi mình mở ra. Thì mình có tài khoản rồi mình đăng nhập vô ha, thì cái giao diện nó như thế này ha. Đó, giao diện nó như thế này.
Còn cái chuyện mà nạp tiền rút tiền rồi nó dễ lắm. Khi mình nạp tiền, mình bấm vô chữ nạp tiền trên cái phần mềm đó, thì nó hiện ra là một đó, là chuyển khoản ngân hàng, hoặc là đăng nhập luôn cái tài khoản ngân hàng mình vào đây luôn đó. Các bạn yên tâm đi, cái này bảo mật ngân hàng bảo mật hết, các bạn đừng lo. Cái này thời gian chờ là 3 giờ có tiền, nhưng nói vậy thôi chứ 1-2 phút rồi có tiền chứ các bạn đó. Hoặc là banh từ cái thẻ mình qua, chuyển khoản từ thẻ qua thẻ, hoặc là chuyển khoản từ ngân hàng hoặc thẻ. Thì có nghĩa là cái này ấy, khi mình là nạp kiểu này nè, thì nó vào đó nó sẽ cho mình cái số tài khoản bên đó ha, và cái nội dung chuyển khoản nữa. Mình sẽ vào mình nhập và mình chuyển khoản là bên này nó ok thôi, rất là nhanh. Hoặc là gửi bằng Bitcoin, bằng cái ví Bitcoin của mình, hoặc là gửi bằng cái ví USDT ha, rất là nhiều, nó nhanh lắm. Rút tiền cũng vậy thôi ha, ngược lại rút tiền cũng vậy. Nhưng mà rút tiền nó có một đặc điểm là nó phải đúng cái tên mà các bạn đăng ký nha. Ví dụ cái tài khoản của bạn tên là Nguyễn Văn A thì cái tài khoản nhận tiền của các bạn cũng phải là Nguyễn Văn A ha. Đó, chứ không được khác tên không có gửi đâu nha. Rồi thì vào đây thì khi các bạn muốn giao dịch thì bấm vô chữ giao dịch này, giao dịch ha. Giao dịch xong rồi các bạn chọn một cái đồng nào đó mình thích, ví dụ như đồng EU đi. EU thì nó ra nè, đó, EU. Thì các bạn ví dụ như muốn bán xuống thì bấm vô chữ sell này, đó, bấm vô thiết lập. Đó. Thì các bạn không thiết lập, các bạn chọn luôn cái lô các bạn bán cũng được. Ví dụ như 0.46 lô là nó tới nó bao nhiêu nè, nó có hết nè. 0.2 đô này là 0.19 đô, nó hiện ra là mình bao nhiêu đô trên cái tài khoản luôn, đúng không? Tí nữa mình chỉ cho các bạn cái đồng 7 nha. Rồi thì ví dụ như điểm này điểm cắt lỗ nè, các bạn ví dụ như mua là chờ bán giá cao á, là có nghĩa là cái giá bán á nó sẽ cao hơn cái giá hiện tại. Ví dụ đây các bạn nhập cái giá các bạn muốn mua vào đó, 0.50 nha. Đó, còn chờ bán giá thấp thì ngược lại ha. Rồi cái chưa thiết lập á là cái chốt lời này thì giá mình cần chốt lời là bao nhiêu đó, 44, 43 gì đó đó. Rồi cái này là cái điểm cắt lỗ của mình, ví dụ như 5, 5, 7 đó. Thì khi mà mình ví dụ như trên đây mình mua này lô này, mình cứ cái lô dễ tính lắm mọi người, nhưng mà mọi người làm chưa quen ha, cứ 100.000 đô nhân cho cái giá của cái đồng đó ha. Rồi thì ví dụ như bây giờ mình đừng có nhớ cái tính lô vậy, công này nó tính sẵn cho mình nè, không đó, bao nhiêu lô nó tính ở dưới đây, lỗ bao nhiêu nó có luôn, là lỗ 2.24 đô mà lời 2.24 nếu mình mua số lượng này ha, với cái điểm cắt lỗ đó. Ví dụ mình mua lô bao nhiêu thì mình kích vào đây thôi, rồi mình bấm xác nhận bán đó, là nó đặt lệnh cho mình. Nó đặt lệnh thì nó sẽ là lệnh đang chờ, tại vì lệnh này nó chưa có kích hoạt. Tại vì các bạn mua là mua cái giá cao hơn mà, đúng không? Rồi ví dụ như giá nó chạm tới đây thì nó sẽ kích hoạt, nó qua bên cái lệnh mở, đúng không? Thì cái này á, ví dụ các bạn có thể chỉnh lại được luôn. Rồi chỉnh lại xong rồi các bạn bấm xác nhận ha. Đó, nhớ ví dụ chỉnh lại bấm xóa hết, chỉnh lại này, bấm xác, bấm chỉnh xong rồi nó sẽ có chữ xác nhận. Đó, ví dụ như rồi nó bấm xác nhận rồi mới được ha. Đó, rồi thì nó đặt lệnh dễ lắm, mua bán rồi cũng vậy luôn. Còn bên đây thì nó sẽ tổng cho mình là lời lỗ bao nhiêu trong cái lệnh đó, ví dụ vậy đó. Giống như hồi nãy giờ mình test đó, ví dụ như nó lỗ lệnh này lỗ tất cả là âm 2.8 đô này, đúng chưa? Rồi thì còn qua trading view thì các bạn vào trading view các bạn trade thôi. Ví dụ như các bạn thao tác hết trên điện thoại đi thì các bạn tải cái trading view về, đúng không? Để mình cập nhật cái này. Rồi thì các bạn mở lên trading view, các bạn chạy biểu đồ này kia phân tích rồi thôi. Ví dụ như các bạn phân tích biểu đồ này kia rồi hết đi, đúng không? Rồi sau đó các bạn gì? Sau đó các bạn vào giải biểu đồ này kia, đúng không? Xong rồi các bạn đo đếm hết rồi các bạn qua bên phần
ít nét nó bằng đặt lệnh. Cái phần ít nét này, cái sảy ít nét này nó đặt lệnh nó không có tốn hoa hồng luôn nha mọi người, nó không có tốn phí gì đâu. Còn cái đòn bẩy nó quan trọng này, mình nói cho mọi người nghe, ví dụ các bạn muốn thiết lập cái đòn bẩy thiết lập vào đây thì nó cũng không có ấy quan trọng gì đâu các bạn. Ví dụ bạn đặt là không giới hạn cũng được đó. Hoặc là các bạn đặt là 1-200, nó cái đòn bẩy của nó khác với cái sàn Binance đó, là ví dụ như cái sàn Binance là các bạn đòn bẩy trên cái lệnh đó, còn cái này nó đòn bẩy trên cái tài khoản đúng không ha. Ví dụ các bạn đang có 997 đô la đó, thì các bạn gì đòn bẩy lên là các bạn cài là đòn bẩy lên 1-100 đi cho dễ tính. Đó là các bạn được nhân 100 tài sản lên đó, tùy theo nó trừ phí gì đó, trừ cái gì nữa có thể là không tới đó, rồi các bạn sẽ đem đi các bạn tray. Sàn tray thì nó có nhiều lắm, mọi người thích tray sàn nào thì tray, mình tray cái sàn Xnet mình thấy rất là tốt, support rất là ok đó. Thì nói chung là các bạn thích tự vô đăng ký cũng được, hoặc là lít vào lên mình đăng ký cũng được, tự đăng ký thì nó uổng. Lít vào cái lên mình đăng ký thì mình được mấy cái chế độ ưu đãi khách hàng hơn đó. Thì nói chung là anh em mến thì anh em lít vào link của mình để đăng ký, còn không thì anh em đăng ký cho những cái người bạn nào cái link của bạn mình á, để bạn mình được hưởng mấy cái lợi hơn, phúc lợi hơn, tùy thôi. Anh em mến ở đây thì ủng hộ ở đây bằng cách đăng ký bằng cái link đó ha. Đó thì mình chỉ sơ vậy thôi, tại vì tiếng Việt không à, còn trên máy tính đồ thì anh em cũng thao tác rồi cũng giống vậy thôi, hoặc là anh em sử dụng cái MT5, MT4, anh em tray. Nói chung là nó nhiều cách lắm, mình chỉ cái cách tối giản nhất cho mà những anh em mới thôi, mình chỉ nói sơ sơ thôi, chứ mình cũng không thích làm mấy cái nội dung về cái giới thiệu sàn, tại vì mình anh em yêu cầu nhiều quá thì mình làm thôi, chứ mình không có muốn ha. Tại vì mình muốn truyền đạt cho anh em những cái kiến thức, mình muốn trải nghiệm những cái lỗi sai mà mình đã vấp phải, và mình muốn nói cho anh em để anh em né, để anh em có lợi nhuận trong cái nghề này thôi. Đó thì trước mặt anh em là cái con GU ha, một cái lệnh limit mình đã đặt sẵn, có thể là nó lỗ cái lệnh này đó, nhưng mà đó GU hiện tại như thế này mình phân tích đó, thì mình đã vào cái lệnh như thế này, một UV chưa sử dụng ha. Rồi thì video đến đây nó dài quá rồi, thì xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.